Hãy hướng sự tập trung về cái vùng thanh quản giữa cổ họng mình và gom sự tập trung lại qua ba âm thanh ôm và ôm bình an cùng nhau. Hít vào. Ôm. Chắp lại trước ngực, chúng ta cúi chào nhau. Om Namah Shivaya. Dạ rồi, em xin phép ghi âm cái buổi hôm nay nha. This meeting is being recorded. Rồi, con đi ra ngoài cho mẹ. Đi lên. Đây. Đây. Giống như là cái lịch mà mình nhận được á, hôm nay mình sẽ tập về sức bền. Thì đầu tuần mình tập nó cũng thư giãn nhẹ nhàng thôi. Cái mục tiêu của buổi hôm nay đó là mình giữ được tư thế lâu và ổn định để cho nó có cái tác động đủ sâu vào cơ thể của mình. Thì những cái buổi như vậy á, mình sẽ hướng xin lỗi sao nó bị cô ơi, hình như cô đang tắt loa á cô. Tắt mic rồi. Dạ rồi. Tại vì em dùng trong một tài khoản máy tính á, cho nên thỉnh thoảng nó bị lỗi cái tiếng. Dạ rồi, em nói lại một chút xíu ha. Hôm nay mình sẽ tập về độ bền, giống như là cái lịch mà mình được nhận mỗi tuần á. Thì những cái buổi về độ bền, mình mục tiêu của nó là mình sẽ giữ tư thế lâu để nó đủ cái sự tác động vào cơ thể của mình và mình có cái cảm nhận về tư thế nó tốt hơn. Thì những cái buổi này nó sẽ không có thiên về sức mạnh, nó không có nặng quá, nhưng mà nó sẽ hướng mình vào bên trong nhiều hơn. Cho nên những cái buổi này á, mình sẽ có cái mục tiêu đề ra là mình sẽ nhắm mắt trong cái buổi tập càng nhiều càng tốt. Cho nên mọi người sẽ để ý là những cái buổi này mình sẽ không có người làm mẫu ha. Mình cố gắng mình lắng nghe cái lời dẫn và mình tập theo cái cảm nhận của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn ạ. Mình bắt đầu với lại tư thế ngồi bình an. Và cả lớp mình nhắm mắt lại. Rồi, mình dùng ý thức mình quan sát cái tư thế ngồi của mình. Quét một lượt từ dưới lên. Đôi chân khoanh nhẹ thoải mái, cảm thấy được sự vững vàng và cân bằng trên hai mông của mình. Cột sống vẫn thẳng, hướng lên. Cái lồng ngực của mình nâng nhẹ lên và hơi mở ra một chút xíu. Đôi vai thả lỏng. Giữ cho cái gương mặt của mình nó cũng song song với sàn. Và nhớ thả lỏng cơ mặt. Giãn hai đầu chân mày của mình ra. Đưa mình vào cái tư thế ngồi vững chãi nhất. Vững chãi như một khối kim tự tháp. Với phần đỉnh là phần đầu của mình. Và phần đáy đó là đôi chân, hai gối. Cảm nhận mình có thể giữ sự ổn định này trong những phút tiếp theo. Làm lắng lại cơ thể và tâm trí. Lúc này mình hướng cái sự quan sát trở về với hơi thở. Chỉ quan sát và nhìn thấy được sự hiện diện của hơi thở. Thấy được luồng không khí nhẹ, êm ở hai cánh mũi.
càng kết nối được với hơi thở, tâm trí càng được thả lỏng, nhẹ dần hơn. Tiếp tục kết nối sâu hơn với hơi thở, thông qua việc hít thở có ý thức, thở toàn phần. Mình lưu ý thở toàn phần là mình sẽ thở cả bụng, ngực và một ít ở cái phần vai của mình, cái phần xương đòn ha. Thì để việc hít thở có hiệu quả, các cái vùng cơ trên cơ thể, đặc biệt là vùng lồng ngực của mình, hãy thả lỏng nó ở cái trạng thái tự nhiên nhất, không có cái sự gồng hoặc siết nào ở đây. Rồi chúng ta bắt đầu hít vào một hơi thật sâu, rồi thở dài hơi ra. Hít vào cảm nhận bụng phình lên tự nhiên, lồng ngực nâng nhẹ và mở ra, xương đòn nâng lên một chút. Thở ra thư giãn cơ bụng, hạ lồng ngực xuống. Và cuối cùng mình co cái cơ bụng để chủ động mình đẩy hết hơi ra ngoài. Tiếp tục lặp lại tiến trình này. Hít vào sâu và thở ra chậm dần, dài hơn. Cảm nhận hơi thở của mình sâu hơn. Để mỗi lượt hít thở đều là hơi thở chất lượng nhất. Hít vào cảm nhận bụng, ngực, vai. Thở ra xẹp bụng, xẹp ngực, hạ vai xuống. Tiếp tục hít thở theo nhịp đếm. Hít vào 1, 2, 3. Thở ra 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào 1, 2, 3. Thở ra 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu. Thở ra 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào bụng, ngực, vai. Thở ra. Hít vào sâu và thở dài hơi ra. Rồi từ từ đưa hơi thở mình về lại tự nhiên. Cảm nhận hơi thở lúc này êm và nhẹ. Mình khởi động cho vùng cổ. Giữ cột sống, đôi vai của mình được cố định. Và mình ý thức mình chỉ di chuyển cái khớp cổ của mình theo hơi thở. Hít vào. Thở ra hướng cằm về sát ngực, duỗi hết vùng gáy phía sau. Rồi hít vào, nâng cằm lên cao, duỗi dài cái cơ cổ trước của mình ra, kéo duỗi hết. Thở ra cằm về ngực thì gáy duỗi. Hít vào, nâng cằm lên, duỗi dài ra. Cảm nhận mình rướn cái cằm mình lên cao nhất. Rồi thở ra cằm về ngực, duỗi gáy. Giữ lại ở đây. Cảm nhận cơ cổ phía sau được kéo duỗi. Hít vào, nâng cằm lên, duỗi hết cơ cổ trước và giữ lại ở đây. Thở ra gương mặt về chính diện. Hít vào. Thở ra nghiêng đầu sang phải, hướng lỗ tai về vai. Hít vào, nâng lên. Thở nghiêng đầu sang trái. Đúng rồi, cảm nhận cơ cổ phải ha. Hít vào, nâng lên. Thở ra nghiêng sang phải. Ý thức mình nhấn nhẹ cái vai trái mình xuống một chút xíu. Cảm nhận cơ cổ bên trái nó duỗi ra. Hít vào lên.
thở ra nghiêng sang bên trái, rồi nhấn nhẹ cái vai phải mình xuống để duỗi hết ra. Hít vào về chính diện, thở ra hướng cầm mình về sát ngực và mình thực hiện xoay vùng cổ. Rồi hít vào di chuyển cầm sang phải, mở lên trên, thở ra sang bên trái và về trước. Tuần tự theo hơi thở, hít vào phải lên, thở ra trái trước. Mình nhớ thả lỏng cái vai của mình nha. Đúng rồi, ý thức mình đi hết biên độ để cho cái vùng cơ cổ nó được làm việc. Và cầm về trước, mình xoay ngược lại nào. Hít vào sang trái, lên cao, thở ra sang phải, về trước. Cố gắng đi hết biên độ, mở rộng ra. Thêm một vòng nữa, hít vào trái lên, thở phải trước. Rồi hít vào gương mặt mình về chính diện, thở hết hơi ra. Hai tay đan lại với nhau, hít vào vươn hai tay lên cao, duỗi hết cái cột sống của mình lên, nâng ngực duỗi cằm. Đúng rồi, giống như mình mở rộng cái lồng ngực kéo nó lên. Thở ra từ từ cuộn cái lưng ra sau, đẩy hai tay mình về phía trước, mình ôm cái lồng ngực mình lại. Đúng rồi, tay song song với sàn. Hít vào, vươn cái tay lên kéo duỗi, mở ngực duỗi cầm. Thở ra tay về trước cuộn, lưng cầm về ngực, mình giữ tay song song ha. Hít vào, vươn lên, đúng rồi, khởi động cột sống của mình. Đẩy hết cái lồng ngực về trước. Thở ra cuộn ra sau, cầm về ngực, gù cái lưng mình lại. Một lần nữa hít vào, vươn lên cao, kéo duỗi, rồi giữ lại ở đây. Cảm nhận mình kéo cái cột sống của mình hướng lên và giữ sự kéo duỗi này. Thở ra nghiêng người sang bên phải, tiếp tục duỗi sang phía bên phải, mở ngực, gương mặt hướng lên trần. Hít vào về chính diện, thở ra nghiêng sang bên trái, mở ngực, hướng gương mặt nhìn lên. Hít vào về, thở ra một lần nữa sang bên phải, kéo duỗi, cảm nhận cái lườn trái của mình nó được duỗi ra, giữ lại ở đây. Hít vào về chính diện, thở ra một lần nữa sang bên trái, duỗi mở ngực, hướng gương mặt nhìn lên. Đúng rồi, hít vào về lại chính diện, kéo duỗi con sống một cái. Rồi, thở ra, hạ tay. Từ từ mình xoay người về dọc theo thảm, hai chân đưa về trước. Tay mình ôm phía dưới đùi, thực hiện lăn cột sống dọc theo thảm. Thở ra hai chân qua khỏi đầu, hít vào bật lên. Mình lăn chậm ha, và cảm nhận từng cái đốt sống lưng của mình nó tiếp xúc với thảm. Nó sẽ làm ấm các rễ thần kinh ở cột sống, đánh thức cột sống của mình. Và mình thấy chân của mình nó hướng gần về sàn nhiều hơn sau mỗi ngày, biết cơ thể của mình linh hoạt hơn. Và hít vào một hơi, mình bật người đứng lên. Rồi chúng ta tiến về đầu thảm, chuẩn bị bài chào mặt trời. Đứng cách đầu thảm một bàn chân, hai chân mở song song. Và nếu làm tốt thì mình có thể khép sát chân. Cố gắng mình nhắm mắt được càng nhiều càng tốt trong buổi tập hôm nay, nhất là bài chào mặt trời, để có sự kết nối sâu với mình. Săn nhẹ cơ đùi, thả lỏng đôi tay, quan sát lại hơi thở. Hít vào, thở ra, tay chắp nhẹ trước ngực.
Hít vào từ từ, vươn tay lên cao, duỗi hết cột sống, đẩy đùi, đẩy hông về trước, nâng bụng, nâng ngực. Thở ra lùi, mông gối co nhẹ, duỗi dài, cột sống lưng. Đúng rồi, mình đi chậm và kéo duỗi. Vòng đầu tiên giữ gương mặt song song nha. Hít vào, bước dài, cái chân phải ra sau, hạ gối, duỗi mũi chân, nâng ngực, duỗi cằm. Cảm nhận cơ thể được kéo duỗi ra. Rồi chống mũi chân phải, rút cái chân trái ra sau, chống đẩy xăng cơ thể mình lại thành một khối. Chị Ngọc hạ cái hông xuống chút xíu. Chị Ngọc giữ cho chân với lưng nó thẳng với nhau luôn á. Đúng rồi. Thở ra hạ gối, co khuỷu tay, hạ ngực giữa hai bàn tay và hạ trán. Duỗi mũi chân áp vùng xuống, hít vào rắn hổ mang, nâng cái lồng ngực, duỗi cái cằm của mình. Thở ra chống mũi chân, ấn lực tay, duỗi dài cột sống lưng lên, gót chân hướng sàn, cố gắng đừng di chuyển bàn chân nha. Hít vào, bước chân phải về giữa hai tay, hà gối trái, duỗi mũi chân, nâng ngực, duỗi cằm. Thở ra bước trái về gập thân, tay duỗi về trước, duỗi cột sống của mình. Hít vào, đầu và tay cùng nâng lên, đẩy đùi hông về trước, nâng bụng, nâng ngực. Thở ra hạ tay, hít sâu, thở chắp tay lại. Hít vào vươn cao, kéo duỗi hết mặt trước cơ thể của mình. Thở ra lùi, mông gập dài về trước, chân trái hít vào, bước dài ra sau, gối hạ, duỗi mũi chân, nâng ngực, duỗi cằm. Chống mũi chân trái, rút phải ra sau, chống đẩy, nhớ xòe rộng các ngón tay của mình, cảm nhận lực trên bàn tay. Thở ra gối hạ, ngực hạ chậm rồi tới cái trán của mình. Duỗi mũi chân áp bụng xuống, hít vào rắn hổ mang trường lên. Thở ra chống mũi chân, ấn lực tay về ngực, duỗi hết lưng. Chân trái hít vào, bước về giữa hai tay, hạ gối phải, duỗi mũi chân. Thở ra bước chân phải về cành trái, gập thân, tay duỗi về trước, hít vào, đầu và tay cùng nâng lên, uốn cong cả cơ thể của mình. Thở ra hạ tay, hít sâu, thở chắp tay lại. Hít vào vươn cao, mở ngực duỗi. Thở ra lùi, mông gập thân. Hít vào bước chân phải ra sau, gối hạ, duỗi mũi chân. Chống mũi chân phải, rút trái ra sau, chống đẩy xăng cơ thể lại. Thở ra gối hạ, ngực hạ, trán hạ. Hít vào trường cái người mình lên, rắn hổ mang, nâng ngực, duỗi. Thở ra chống mũi chân, lực tay trừ về ngực. Mình cứ đi chậm ha, và kéo duỗi nhiều. Hít vào, bước chân phải về giữa hai tay, hạ gối trái, duỗi mũi chân. Thở ra bước chân trái về gập thân, tay duỗi về trước, cột sống duỗi ra, hít vào. Thở ra hạ tay, hít vào, thở chắp tay lại. Hít vào vươn cao, mở cái lồng ngực của mình, uốn cong cả người. Thở ra lùi, mông duỗi, cột sống lưng gập dài. Chân trái hít vào, bước ra sau, hạ gối duỗi mũi chân. Chống mũi chân trái, rút phải ra sau, chống đẩy, nhớ xòe rộng bàn tay ra. Thở gối hạ, ngực hạ, trán hạ chậm. Rồi đặt cái trán mình xuống cho thẳng, cột sống cổ luôn ạ. Duỗi mũi chân, hít vào rắn hổ mang. Thở ra chống mũi chân, ấn lực về tay lại, về ngược, duỗi hết lưng. Chân trái hít vào, bước về giữa hai tay, gối phải hạ, nâng ngực, duỗi cằm.
thở ra bước chân phải về gập thần, tay duỗi về trước, hít vào, mình coi nhẹ gối chút nha chị Thu, đúng rồi, đẩy đùi hông về trước, thở ra hà tay, hít sâu, thở chắp tay lại, hít vào vươn cao kéo duỗi hết mặt trước cơ thể, thở ra gập dài cái cột sống lưng của mình ra, hít vào bước chân phải ra sâu, hạ gối duỗi mũi chân, chống mũi chân phải rút trái ra sâu, chống đẩy xăng cơ thể lại, thở ra gối hạ ngực hạ trán hạ tráng hạ sau cùng nha, duỗi mũi chân, hít vào trường lên, thở ra chống mũi chân trở lại nhịp nhàng, đẩy lên về ngực duỗi lưng, chân phải hít vào bước chân phải về giữa hai tay, hạ gối duỗi mũi chân, thở ra bước chân trái về gập thân, tay duỗi về trước, duỗi hết cột sống, hít vào vươn lên, thở ra hạ tay, hít sâu, thở chắp tay lại, hít vào vươn cao kéo duỗi, đẩy đùi hông về trước nào, thở ra gập dài lưng tay cạnh chân, hít vào chân trái bước ra sâu, hạ gối duỗi mũi chân, chống mũi chân trái rút phải ra sâu, chống đẩy săn chắc cơ thể lại, thở gối hạ ngực hạ trán hạ, duỗi mũi chân, hít vào rắn hổ mang, thở ra chống mũi chân lực tay duỗi về ngực, hít vào bước chân trái về giữa hai tay, hạ gối phải duỗi mũi chân, thở ra bước chân phải về gập xuống, tay duỗi về trước, hít vào sức mạnh cột sống, đầu và tay cùng nâng lên, thở ra hạ tay, hít sâu, thở chắp tay lại, hít vào vươn cao uốn cong cả cơ thể của mình, thở ra lùi mông gối co nhẹ, duỗi cái lưng ra gập xuống, chân phải hít vào bước ra sâu, hạ gối duỗi mũi chân, chống mũi chân phải rút trái ra sâu, săn chắc cơ thể lại, thở ra gối hạ ngực hạ chậm và tới trán, cố gắng hạ chậm nha lớp, hít vào trường lên rắn hổ mang, thở ra chống mũi chân duỗi cột sống lưng về ngực, hít vào bước chân phải về giữa hai tay, hạ gối trái duỗi mũi chân, thở ra bước chân trái về gập thân, tay duỗi về trước, duỗi hết cột sống, hít vào, đầu và tay cùng nâng lên, thở ra hạ tay, hít vào, thở chắp tay lại, hít vươn cao kéo duỗi toàn bộ mặt trước cơ thể của mình, thở ra gập thân, cảm nhận mình đi theo hơi thở của mình, chân trái hít vào bước dài ra sau, gối hạ ngực nâng cầm duỗi, chống mũi chân trái rút phải ra sau, săn chắc cả cơ thể chia lực cho đùi, thở ra gối hạ ngực hạ trán hạ, duỗi mũi chân áp bụng xuống, hít vào lên, thở ra chống mũi chân về ngực, cơ thể nhịp nhàng linh hoạt, chân trái hít vào bước về giữa hai tay, hạ gối phải duỗi mũi chân, thở ra bước phải về gập thân, tay duỗi về trước, hít vào, đầu và tay cùng nâng lên, đẩy đùi hông về trước nào, thở hạ tay, hít sâu, thở chắp tay lại, hít vào vươn cao uốn cong cả cơ thể, thở ra mềm người gập dài về trước, tới vòng này là cơ thể mình mềm ra hết rồi ha, chân phải hít vào bước ra sâu, gối hạ duỗi mũi chân, chống mũi chân phải rút
trái ra sau, chống đậy, thở ra, hạ gối, ngực hạ xuống chậm, có kiểm soát nào, rồi tới trán, duỗi mũi chân, hít vào, rắn hổ mang, thở ra, chữ V, ngực lưng duỗi ra, gót về sàn, hít vào, bước chân phải về giữa hai tay, gối trái hạ, nâng ngực duỗi, thở ra, bước trái về, gập thân, duỗi tay về trước và hít vào, nâng người lên, thở ra, hạ tay, hít sâu, thở chắp tay lại, hít vào, vươn cao, thở ra, gập dài người về trước, hít vào, bước chân trải ra sau, gối hạ, duỗi mũi chân, ngực nâng cầm duỗi, chống mũi chân trái, rút phải ra sau, chống đẩy, săn chắc cơ thể, thở ra, gối hạ, ngực hạ, trán hạ, duỗi mũi chân, áp bụng xuống, hít vào, rắn hổ mang, thở ra, chống mũi chân, ấn lực tay về ngực, chân trái hít vào, bước về giữa hai tay, thở ra, bước chân phải về, gập thân, tay duỗi về trước, hít vào, cùng nâng người lên, thở ra, hạ tay, vòng cuối cùng mình đi chậm và duỗi dài hết mức có thể, hít vào, thở ra, tay chắp lại, hít vào, vươn cột sống lên cao, rồi đẩy đùi, đẩy hông, nâng bụng, nâng ngực, thở ra, lùi cái mông, duỗi cột sống lưng, gập dài cái người mình xuống, thả lỏng cái đầu, chân phải hít vào, bước ra sâu, hạ gối phải, duỗi mũi chân, nâng ngực, nhón nhẹ các ngón tay, duỗi cái cằm, chống mũi chân phải, rút chân trái, xòe rộng các ngón tay, săn chắc cơ đùi, lực bụng, vai, cảm nhận mình giữ cơ thể mình vững vàng. Rồi thở ra, gối hạ, ngực hạ chậm, có kiểm soát và tới cái trán của mình. Đúng rồi. Duỗi mũi chân, áp bụng xuống, hít vào, rắn hổ mang, nâng ngực duỗi cằm. Thở ra, chống mũi chân, ấn lực tay, duỗi hết cột sống lưng. Chân phải hít vào, bước về giữa hai tay, hạ gối trái, duỗi mũi chân. Thở ra, bước chân trái về, gập thân. Tay duỗi về trước, hít vào, đầu và tay cùng vươn lên, đẩy đùi hông về trước, nâng bụng, nâng ngực. Thở ra, hạ tay, hít sâu, thở chắp tay lại, hít vào, vươn cao, kéo duỗi cột sống, đẩy đùi hông, uốn cong cột sống lưng, thở ra, gập dài cái người của mình ra tay cạnh chân. Đúng rồi, hít vào, chân trái bước ra sau, gối hạ, duỗi mũi chân, chống mũi chân trái, rút phải, chống đẩy, săn cơ thể lại, thở ra, hạ gối, hạ ngực chậm, hạ trán, duỗi mũi chân, hít vào, rắn hổ mang, nâng nhẹ cái lồng ngực của mình thôi, thở ra, chống mũi chân, ấn lực tay về ngực, cảm nhận cổ chân của mình nó cũng linh hoạt theo, chân trái hít vào, bước về giữa hai tay, hạ gối phải, duỗi mũi chân, thở ra, bước phải về, gập thân, tay duỗi về trước, duỗi hết cột sống của mình và hít vào, vươn lên, đẩy đùi hông về trước, thở ra, hạ tay, rồi mình tách rộng chân, mở rộng tay và đứng hít thở đây. Cảm nhận thả lỏng cả cơ thể của mình. Cơ thể bắt đầu ấm dần lên. Và từ từ hai tay của mình đưa về trước song song với nhau. Mắt vẫn nhắm.
cố gắng vẫn nhắm mắt càng nhiều càng tốt nha. Và thở ra, từ từ lùi cái mông ra sau giống như mình đang ngồi trên cái ghế. Đúng rồi, nhớ làm đầy cột sống lưng của mình bằng cách mình hóp sát cái bụng dưới vào. Đúng rồi, chị Bình. Chị Ngọc cố gắng nâng cái người thẳng lên chút xíu nha, cho cái người nó vuông góc với sàn luôn. Giống như mình ngồi ghế đó chị. Nâng nó lên. Rồi, tiếp tục hạ xuống chậm theo nhịp. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, chúng ta chuyển sang tư thế nằm. Hôm nay chị Bình giữ lưng tốt nè. Mình cố gắng giữ lưng mình nó thẳng như vậy. Và chân mình tách rộng, tay mở rộng. Hãy thả lỏng, mềm người mình ra trên thảm. Lúc này là lúc mình quan sát được cái hơi thở bụng của mình rõ nhất. Hãy tập trung về cái vùng bụng và hít thở sâu. Bài tập chân chuẩn bị. Rồi, hai chân khép sát lại. Gót duỗi ra xa, mũi chân về đầu. Tay mình úp cạnh thân. Rồi mình cố gắng tập cái bài tập chân để mà tăng cái cơ bụng của mình ha. Vào tư thế đầu đứng, mình cần cái vùng cơ bụng của mình rất là mạnh để nó hỗ trợ cho mình. Và chúng ta bắt đầu với phần cơ bụng dưới và cơ thắt lưng. Bài tập nâng hai chân. Rồi hít vào, nâng hai chân của mình lên vuông góc. Cảm nhận lúc này ấn chặt cái thắt lưng xuống sàn ạ. Chân thì mình có thể co nhẹ gối và nhớ thả lỏng bàn chân. Bắt đầu. Thở ra, vừa ấn thắt lưng xuống, vừa hạ dần cái chân của mình. Chân hạ xuống thì duỗi gót ra. Đúng rồi. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ chân, nhớ chú ý thắt lưng nha. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ xuống, duỗi gót thẳng chân. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ chân, duỗi ra. Hít vào, nâng lên sức mạnh cơ bụng. Thở ra, hạ chân, chậm rãi duỗi ra. Hít vào lên, thở xuống chậm, cơ bụng được tác động. Hít vào, nâng lên, thở ra, hạ xuống nhịp nhàng. Hít vào, nâng chân lên, thở ra, hạ xuống thắt lưng của mình. Hít vào, nâng lên, mỗi chân thì mình co nhẹ gối nha. Thở ra, hạ xuống, duỗi ra. Hít vào, nâng lên, thở ra, hạ chân, vừa ấn thắt lưng vừa hạ xuống. Hít vào, nâng lên, hai cái nữa nào. Thở ra, hạ chân, duỗi ra. Hít vào, nâng lên, rồi thở ra, hạ chân 45 độ, vừa ấn chặt thắt lưng vừa hạ, giữ lại ở đây. Quan sát thắt lưng của mình vẫn trên sàn, chân duỗi ra xa, giữ 5 nhịp. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi thở ra, co gối, ôm gối sát về bụng, thư giãn. Mình dùng cái tay của mình ôm bên ngoài gối đè sát vào bụng. Và hơi thở lúc này giúp phần cơ bụng của mình được xoa bóp tự nhiên. Thả lỏng người ra. Mình nhớ đừng có gồng người vai ha. Mềm người ra. Chúng ta chuẩn bị tập tiếp cho cái phần cơ bụng trên và cơ vai, cơ cổ. Cơ cổ là một cái nhóm cơ rất là quan trọng, nhưng mà trong đời sống hàng ngày ít khi nào mình sử dụng cơ cổ lắm. Cho nên mình sẽ có nhiều cái bài tập để mình luyện tập cho cái phần cơ này. Và từ từ mình nâng cái chân của mình lên vuông góc trở lại, tay úp cạnh thân. Rồi tay mình có thể úp cạnh thân hoặc là mình đang ở phía sau đầu, lựa chọn nào cũng được nha. Chuẩn bị. Hít vào. Thở ra, nâng đầu, nâng vai lên, hướng tay về phía mũi chân. Hít vào, hạ xuống. Thở, nâng lên cao. Hít
vào hạ, thở nâng lên cao nhất, hít vào hạ, thở ra nâng người lên, hít vào hạ xuống, thở nâng lên, hít vào hạ, thở nâng lên cao, hít vào hạ, thở nâng lên, hít vào xuống, thở nâng lên cao, hít vào hạ. Rồi hai cái nữa, thở nâng lên cao, hít vào hạ xuống, thở ra nâng lên cao nhất, rồi giữ ở đây, ấn chặt cái thắt lưng xuống sàn và dần dần hạ chân 45 độ, vẫn giữ đầu vai của mình trên cao, nhớ duỗi gót chân ra. Làm tốt hai tay của mình song song cạnh lỗ tai, duỗi lên, đúng rồi, con thuyền, giữ 5 nhịp, 5, 4, 3, 2, 1, rồi thở ra co gối, ôm gối về bụng, thư giãn. Và nhớ hướng cái cằm của mình, kéo cái cằm về ngực để mà mình duỗi lại cái cơ cổ của mình. Có xăng cơ thì ta phải có trả lại, để cho cơ thể của mình luôn trong trạng thái cân bằng. Và lúc này mình cũng hít thở sâu, để cơ thể nạp lại được oxy. Và từ đây hai cái lòng bàn chân của mình áp cái lòng bàn chân vào nhau, mở gối sang hai bên, rồi tay mình nắm bàn chân ha, và mình mở cái khuỷu tay để mà mình kéo cái bàn chân nó về gần cái phần ngực của mình. Đúng rồi, cảm nhận cái phần hông của mình nó được mở ra. Tay mình hay để phía trong cái chân, mình mở nó phía trên cái chân luôn, để nó có không gian mình kéo cái chân về gần cái ngực của mình. Đúng rồi, mình cảm nhận cái phần hông của mình nó được tác động. Rồi từ đây hai tay mình nắm cái mép ngoài của hai bàn chân và mình vào em bé vui vẻ. Từ từ tách cái chân ra vuông góc, đúng rồi, hướng gối về sàn. Và dùng lực tay của mình đè cái gối gần về sạc. Đúng rồi, lắc nhẹ người sang phải sang trái, thư giãn lại hai dãy cơ lưng. Và cũng cảm nhận cái vùng hông của mình nó cũng được tác động. Về lại chính diện. Chân của mình nâng lên vuông góc và mình hạ xuống chậm theo nhịp đếm. Nhớ chú ý thắt lưng nha. Thắt lưng rời khỏi sàn thì mình hạ chân xuống luôn, mình không có giữ đó. Và chúng ta tiếp tục thở ra, từ từ hạ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi mình tách chân ra và thư giãn, mềm người ra trên thảm. Hai chân mình khép sát lại và co chân trái nghiêng hết người sang phải. Chúng ta chổng hai tay nâng người ngồi lên. Mình ngồi về cuối thảm, mông ngồi trên hai gót chân. Mình vào bài tập đẩy cá heo. Đẩy cá heo và mặt phẳng cá heo là hai cái chuyển động để mà hỗ trợ cho tư thế đầu đứng. Khi nào mà mình đẩy cá heo mình không có thấy mệt nữa là lúc đó mình lên được tư thế đầu đứng rất là dễ dàng. Rồi bây giờ mình tập luyện ạ. Tay này mình nắm khuỷu tay kia và mình chồm cái người về trước, đặt hai khuỷu tay xuống. Rồi đẩy cá heo thì mình chồm xa một chút xíu ha. Đầu đứng thì mình sẽ không cần chồm xa. Hai tay mình tháo ra, đan thành cái nắm đấm. Chống mũi chân, nâng cái mông của mình lên cao, duỗi lưng ra. Đẩy cái heo là tập cho cơ vai á. Chị Bình ơi, mình đẩy cái lưng lên ra phía sau á chị, đẩy cái mông ra sau. Mình chưa có vào ha, mình mới chuẩn bị thôi. Duỗi cái lưng ra, đúng rồi. Và mình bắt đầu. Hít vào. Thở ra đẩy dài người về trước, hướng cầm qua khỏi nắm đấm, săn cơ bụng. Hít
vào nâng lên duỗi lưng, thở ra đầy dài về trước săn chắc cơ thể. Hít vào nâng lên, thở ra đầy dài về trước. Hít vào nâng lên, thở đẩy về trước. Hít vào nâng lên, thở ra đẩy dài về trước. Hít vào lên, thở ra xuống săn chắc cơ thể lại đùi bụng. Hít vào nâng lên, rồi đi bộ vào thêm nửa bàn chân, tăng thêm biên độ của mình. Thở ra đẩy dài về trước, săn cơ thể lại. Hít vào nâng lên, thở ra đẩy về trước. Hít vào lên, thở ra đẩy dài về trước. Cầm qua khỏi nắm đấm nào. Hít vào nâng lên, thở ra xuống duỗi vai tay. Hít vào nâng lên, thở ra đẩy về trước. Hướng cái cầm của mình gần sàn hơn nào. Hít vào nâng lên hai cái nữa. Thở ra đẩy về trước, cầm hướng gần sàn hơn. Hít vào nâng lên, thở ra đẩy về trước và giữ lại săn chắc đùi, bụng, vai, bắp tay. 5 nhịp. 5 4 3 2 1 Rồi thở ra, hạ gối, lùi mông em bé, đặt cái trán của mình xuống, sau đó thả lỏng vai, thả lỏng cánh tay. Trì cái người của mình xuống nha. Lúc nào cũng vậy, khi mình tập mà về lực nhiều thì sau đó mình nhớ thả lỏng người ra và hít thở. Rồi hướng cầm về ngực, gù lưng, nâng người ngồi lên. Tiếp tục chúng ta vào mặt phẳng cá heo, làm vững vàng toàn bộ cơ thể của mình. Chồm người về trước, đặt hai khuỷu tay xuống sàn và mở song song với nhau. Rồi mình bước dài cái chân phải ra sau chống mũi chân, bước dài chân trái ra sau chống mũi chân. Hạ cái mông xuống một chút xíu, điều chỉnh cho lưng và chân của mình nó thẳng hàng với lại nó thẳng hàng với nhau và nó song song với sàn. Rồi chị Ngọc hạ cái hông xuống chút xíu nữa nè. Đúng rồi, Thùy hạ hông xuống chút xíu nữa, Thùy ơi. Rồi giữ cho gương mặt của mình cũng song song với sàn. Chị Bình cố gắng siết cái bụng lại, làm đầy cái thắt lưng một chút xíu. Đúng rồi, chị Oanh rất tốt. Chị Thu cố gắng mình siết cơ đùi một chút nha, đừng có thả lỏng cái phần chân, mình chia lực cho đùi của mình. Rồi duyên tốt giữ lại ở đây, cảm nhận cơ thể của mình vững vàng, bắp chân, đùi, bụng, lưng, vai, tay giữ vững thành một khối. Bắt đầu cảm thấy cơ thể rung lên, tiếp tục giữ, hãy quan sát hơi thở của mình. Và thêm 5 nhịp nữa, đánh thức sức mạnh bên trong của mình. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi thở ra, hạ gối, lùi mông, em bé, duỗi lưng, trán đặt xuống sàn. Rồi đây tay mình vòng ra phía sau, thả lỏng vai, thả lỏng cánh tay. Rồi chị Ngọc mình vòng tay ra phía sau cạnh thân người luôn ha, để cho mình mềm cái người ra. Và chúng ta vào con thỏ. Quen với việc đưa sức nặng về vùng đỉnh đầu. Hít vào, từ từ lăn cái đỉnh đầu của mình về trước, nâng cái mông lên. Đúng rồi, cuộn cái gáy của mình. Nhớ thả lỏng cái người ra, thả lỏng vai, thả lỏng cánh tay ra. Để cho cái sức nặng cơ thể nó trì xuống tự nhiên. Và cảm nhận được cái sức nặng về đỉnh đầu của mình. Lúc này cái phần đầu nó thấp hơn trái tim. Máu sẽ được đưa về não một cách tự nhiên nhất theo lực hút của trái đất.
Đây là một trong những tư thế mà giúp mình ngủ ngon giấc. Cảm nhận tư thế của mình. Và chìa khóa đó chính là hơi thở. Rồi thở ra, lùi mông về lại em bé. Đặt lại cái trán xuống sàn. Khi cảm thấy cơ thể của mình đã sẵn sàng, thì mình hướng cằm về ngực, gù lưng nâng người ngồi lên. Và chúng ta thực hiện tư thế đầu đứng. Rồi tay này mình nắm khuỷu tay kia. Cũng đặt hai cái khuỷu tay xuống sàn. Mình không cần phải đặt xa như là đẩy cá heo hay đặt gần cái gối của mình thôi. Tay tháo ra đan hờ lại với nhau. Rồi đặt cái đỉnh đầu của mình xuống. Chống mũi chân, nâng cái mông của mình lên cao. Rồi thẳng cái chân luôn. Và đi bộ tay về phía, đi bộ chân về phía đầu. Đi đến khi nào mà cảm nhận như là cái khuỷu tay mình nó muốn nhấc lên khỏi sàn á, nó mới hết cái biên độ của mình. Mình đi chậm ha. Cảm nhận cái lưng của mình nó sẽ được đẩy thẳng lên dần. Rồi trước khi nhấc chân mình nhớ ấn cái lực vô hai cái khuỷu tay mình á, mình đẩy cái vai mình nó xa lỗ tai ra. Thường mình có xu hướng mình bị rụt vai. Thùy đi thêm chút xíu nữa Thùy ơi. Chị Ngọc thêm chút xíu nữa chị Ngọc. Chị Bình sắp được rồi, thêm chút xíu nữa nha. Rồi chị Thu đi vào gần hơn nữa nè. Duyên, cái camera của Duyên bị tắt thì chị không quan sát được. Rồi mình giữ lại ở vị trí mà mình cảm thấy là mình đưa cái sức nặng về đỉnh đầu. Làm tốt thì mình co một chân sát về phía bụng. Đúng rồi. Cái chân còn lại mình nhón lên giống như là chỉ còn cái đầu ngón chân ở trên sàn thôi vậy đó. Mình nhớ cái chân co, mình co cái đùi nó sát cái bụng của mình luôn nha. Để mình gom cái người của mình cho nó gọn lại một chút xíu thì mình mới dễ nhất. Đúng rồi, chịu anh tốt giữ lại ở đó. Cố gắng thẳng cái lưng để mà mình nâng cái chân một chút xíu. Lúc đó là mình phải săn cơ bụng giống như là mình nín thở luôn vậy đó. Mình điều khiển cái cột sống của mình. Thùy ơi, em đi bộ gần thêm chút xíu nữa nha. Cái lưng nó còn xa lắm. Thẳng cái lưng một chút xíu nữa mới nhấc chân được. Rồi chị Ngọc tốt rồi này, mình nhấc cái chân, nhấc một chân được rồi đó chị. Duyên nhấc một chân lên được rồi đó Duyên ơi, đủ gần rồi đó. Sát cái chân vào bụng. Rồi cái chân còn lại nhón cái chân kia cao lên. Đúng rồi chị Bình, đúng rồi, cái thế như vậy là đúng rồi đó, giữ lại. Và tốt thì mình săn cơ bụng, mình nhấc cái chân còn lại luôn nha. Thử xem. Đúng rồi. Duyên, chị Ngọc, chị Thu, mình cảm thấy sẵn sàng thì mình hãy thử nín thở săn cơ và mình nhấc cái chân còn lại. Nhớ quan sát cái vùng đỉnh đầu của mình. Mình thấy nặng đầu thì mình thoát về em bé. Rồi thì thư giãn nha. Mình tập theo sức của mình. Mỗi ngày mình sẽ có khoảng 5 phút để mình tập tư thế này. Để mình làm quen dần với nó. Quan trọng là cái việc mình đưa được sức nặng về vùng đỉnh đầu. Còn mình vào ở biên độ nào thì đó tùy vào cái thời gian tập luyện. Săn cơ lại. Rồi mình vào lần cuối cùng ạ. Chúng ta vào một lần cuối cùng với nhau. Đúng rồi. Chị Oanh cố gắng mở cái lưng của mình thẳng lên một chút xíu, mở cái gối lên. Giống như chị đang cố gắng làm vỡm cái thắt lưng vậy á. Đúng rồi, đúng rồi. Thêm một chút xíu nữa. Cái hướng di chuyển đó là đúng nha. Đúng rồi, siết cơ lại. Đúng rồi chị Bình, thả lỏng. Đúng rồi. Rồi Duyên con một chân. Chị Thu cố gắng ép cái chân kia nó gần bụng một chút xíu chị.
Rồi, lúc mình nhấc cái chân còn lại là giống như mình nín thở luôn đó. Mà khi nào mình làm chủ được cơ bụng thì mình hãy nhấc cái chân còn lại. Mọi người nhớ đẩy vai xa lỗ tai nha. Đừng có rụt vai. 3 2 1 Rồi, chúng ta về em bé. Thư giãn. Đặt trán xuống sàn. Thả lỏng mềm cái người của mình. Mình vào đầu đứng, mình nhớ lúc nào mình cũng phải về em bé trước khi mà mình ngồi lên. Và từ từ hướng cằm về ngực của người ngồi lên. Và mình chuyển sang tư thế nằm ngửa. Chúng ta đi chuỗi đứng trên vai cái cày. Rồi mình xem ở phía trên mình có cái vật cản nào không. Thì mình lùi về phía cuối thảm một chút xíu. Và trong những asana sau thì mình hãy cố gắng mình nhắm mắt được càng nhiều càng tốt. Giữ cho mình sự kết nối bên trong để cảm nhận cơ thể tốt hơn. Đứng trên vai, hai chân khép sát lại, gót duỗi ra xa. Rồi tay úp cạnh thân. Hít vào, ấn lực tay cuộn hai chân qua khỏi đầu, tay lập tức đỡ lấy lưng. Rồi tay đỡ được lưng rồi thì mình nhớ co nhẹ gối để mà mình điều chỉnh cái lưng của mình. Khép sát khuỷu tay trước. Sau đó đi bộ tay về phía vai, đẩy cái cột sống của mình lên thẳng nhất. Sau đó cột sống thẳng rồi thì mình mới duỗi cái chân của mình nâng lên. Đúng rồi. Đi chậm từng đoạn. Đúng rồi Duyên, cái chân, cái lưng đang rất thẳng nha. Cố gắng mình giữ vị trí đó. Đúng rồi chị Bình. Mình dùng cái đùi của mình nó giống như mình mở cái chân ra phía sau á, để mà mình hướng cho từ chân với lưng của mình nó thẳng một đường xuống vuông góc với sàn luôn. Khi đó mình thấy mũi chân nó sẽ không có vượt khỏi cái đầu của mình. Rồi chị Ngọc, mình điều chỉnh xong thì mình nâng cái chân của mình thẳng lên nha. Tay của mình ấn cái khuỷu tay xuống sàn để mà mình dù nâng cái chân lên. Đúng rồi, bàn tay mình vẫn đỡ lưng ạ. Và duỗi cái chân lên trần. Mình vào đứng trên vai trước đó chị. Đúng rồi, duỗi thẳng cái chân lên. Giữ lại. Hoàn chỉnh tư thế của mình rồi thì mình nhớ thả lỏng cái đôi chân ra. Đúng rồi chị Thu, cố gắng mình đẩy cái cột sống mình thẳng một chút xíu à, để đưa lực về vai của mình. Và giữ ở đây. Thở. Mình biết là mình vào được tư thế nó đúng là khi mà mình nhìn thấy được cái hơi thở của mình. Mình nhìn thấy được cái sự thư giãn trong tư thế. Mình giữ sự tư thế mà nó có được cân bằng giữa sự duỗi cơ, siết cơ và cả cái sự thư giãn. Quan sát hơi thở, cảm nhận được cái sức nặng ngay giữa cổ họng. Thì mình hãy ý thức mình đưa cái hơi thở đi qua điểm giữa cổ họng đó. Tâm trí cũng dần được thả lỏng. Giữ cho mình ở vị trí người quan sát. Khi mình vào các tư thế, mỗi tư thế chính là dịp để mình quan sát cơ thể của mình. Rồi mình giữ cái lưng của mình thẳng nhất.
Và từ đây thở ra, hạ hai chân qua khỏi đầu, chậm dần. Đúng rồi, hướng cái mũi chân về phía sàn. Chống được mũi chân xuống sàn rồi, thì lúc này mình điều chỉnh lại cái cột sống của mình ha. Giống như mình đang cố gắng mình làm vỡm cái thắt lưng á. Thẳng cái lưng nhiều nhất. Và chân của mình cũng duỗi thẳng ra, ngón chân hướng về đầu, gót chân hướng về sàn. Tay mình có thể tháo ra đan thành nắm đấm hoặc là úp cái bàn tay xuống sàn. Thế nào cũng được, giữ lại ở đây. Cảm nhận cái vùng cổ của mình, cái vùng tuyến giáp của mình được tác động sâu hơn. Hơi thở êm dần. Người của mình giống như nó đang mềm ra hết. Rồi hơi tách cái chân ra bằng vai. Và mình thở ra, mình hạ cái gối của mình hướng về phía vai, áp cái mu bàn chân xuống luôn. Đúng rồi, cái đầu nó lọt vô giữa ấy. Rồi tay của mình làm tốt, mình vòng ở phía trên cái chân và mình luồn vào, mình ôm cái lỗ tai của mình. Giống như mình vòng ở bên ngoài cái chân á. Rồi nhớ giữ thăng bằng nha, kết hợp giữa thăng bằng và độ dẻo, cái chân bị lộn đi luôn. Đúng rồi, tốt, giữ lại ở đây. Cảm nhận cái người của mình nó mềm ra hơn. Chưa được thì tay mình vẫn đỡ lấy lưng, không sao cả. Giữ lại và hơi thở lúc này. Rồi tháo tay ra, tay đặt úp xuống sàn, chân của mình nhón mũi chân duỗi thẳng cái chân lên trở lại và thoát thế. Thở ra cuộn nhẹ từng cái đốt sống lưng của mình xuống thảm, cảm nhận mình điều khiển được cái lực bụng của mình, đừng có để rời cái vai cái đầu lên nha. Đúng rồi. Rồi dậm bàn chân cạnh mông, tay xuôi dọc thân, cây cầu trả lại tư thế. Vào cây cầu trước ạ. Hít vào ấn gót chân, nâng đùi, nâng hông, nâng bụng, nâng ngực lên. Dậm bàn chân cạnh mông á chị Ngọc, gần sát vô nữa. Thở ra hạ xuống. Lần hai hít vào, ấn gót chân, nâng đùi, nâng hông, nâng bụng, nâng ngực, đẩy hết cái lồng ngực của mình về trước. Đúng rồi, thở ra, hạ xuống. Lần thứ ba làm tốt, mình vào bánh xe, hai tay chổng ngang lỗ tai. Hít vào, ấn gót chân, nâng đùi, nâng hông, nâng bụng, nâng ngực, rồi thẳng cánh tay, đẩy lồng ngực về phía trước. Đúng rồi. Cả cây cầu và bánh xe, từ từ mình đi bộ cái chân của mình ra xa và khép sát chân lại. Mình vào cây cầu dài, bánh xe lớn nha. Đúng rồi, khép cái chân sát lại với nhau luôn á. 3, 2, 1. Rồi, từ từ đi bộ chân gần lại và mình hạ xuống. Thoát thế, co gối ôm gối về bụng. Tay vòng lên, hít vào, thở ra cuộn người lên, trán về phía gối. Rồi mình dùng cái đùi của mình nâng cái gối của mình kéo lên phía trần để mà mình cuộn cái người mình sâu hơn. Đúng rồi. Thở ra, hạ xuống. Chúng ta vào con cá. Nghiêng người sang phải, sang trái. Mình giấu hai cánh tay phía dưới lưng. Giấu sát cái khuỷu tay vô. Chân khép. Hít vào, ấn khuỷu tay, nâng đầu, nâng vai lên. Đúng rồi, cố gắng mình nâng lên cao trước. Rồi sau đó mình mới duỗi cái cằm ra xa để mà mình đặt cái đỉnh đầu của mình xuống. Vào tư thế, đầu tiên là cảm thấy được mình duỗi hết cái mặt trước cơ thể của mình, từ ngón chân lên đến cằm.
Sau đó thì mình thả lỏng cho đôi chân của mình ra trở lại và tập trung quan sát cái phần thân trên. Lực về hai khuỷu tay. Lực về đỉnh đầu rất nhẹ. Hãy tập trung nhiều về cái độ mở của cái vùng khí quản và lồng ngực lúc này. Đây là tư thế cực kỳ tốt cho việc hít thở. Hãy tập trung vào hơi thở lúc này. Quan sát đường đi của hơi thở. Hơi thở qua hai cánh mũi. Hơi thở qua vùng cổ họng. Và cuối cùng hơi thở tràn vào hai lá phổi. Tư thế mở cửa trái tim. Cuối cùng hãy hướng sự tập trung về điểm giữa lồng ngực. Đây là vị trí của tuyến ức ha. Tuyến ức là mạnh khỏe sẽ hỗ trợ cho cái hệ miễn dịch của mình rất là tốt. Cho nên mình hãy tập trung về đó và giống như là mình hít thở, đưa oxy về điểm giữa lồng ngực này, làm khỏe, làm mạnh cho cái tuyến ức của mình. Thêm một vài hơi thở nữa. Chuẩn bị thoát thế. Hít vào ấn khuỷu tay, nâng đầu, nâng vai lên, rồi nhẹ nhàng đặt cái gáy của mình xuống và tháo tay. Hai tay đan lại với nhau phía sau gáy. Hít vào, nâng đầu, nâng vai lên, hướng gương mặt nhìn về chân. Đúng rồi, thở ra hạ xuống. Hít vào, nâng lên cao. Thở ra vặn hết người mình sang bên phải, hướng cái khuỷu tay phải của mình chạm xuống sàn luôn ạ. Hít vào về chính diện. Thở ra vặn hết sang bên trái, duỗi lại. Hít vào về chính diện, nâng cao. Rồi thở ra hạ xuống. Tháo tay đặt lên đùi. Đi bộ tay về phía cổ chân, nâng cái người của mình, ngồi lên. Đúng rồi, cố gắng cơ bụng của mình. Và mình khoanh chân, chồm người chuyển sang tư thế nằm sấp. Tập cho vùng cột sống của mình. Tay chồng lên nhau làm gối, gương mặt xoay sang một bên. Đầu tiên tập cho cái vùng lưng trên của mình rắn hổ mang. Chân khép sát lại, duỗi mũi chân. Rồi tay chống ngang ngực, khép sát khuỷu tay và trán đặt xuống sàn. Rắn hổ mang. Hít vào, ấn lực bụng dưới của mình, từ từ nâng cái lồng ngực rời sàn và nâng cầm duỗi lên. Đúng rồi. Cảm giác sức mạnh cột sống của mình nâng lên, không có dùng được tay quá nhiều. Thở ra hạ xuống. Lần hai. Hít vào xoay vai ra sau, mở ngực rồi nâng ngực lên, duỗi cầm. Cảm nhận duỗi từ mũi chân lên đến cầm của mình. Thở ra hạ xuống. Một lần nữa ạ. Hít vào, ấn lực bụng, nâng ngực rồi sàn, nâng trán rồi sàn, giữ lại ở đây. Cảm nhận sức nặng lên cái bụng dưới của mình. Nảy cái phần thân trên của mình lên cao nhất có thể. Lực về tay nhẹ dần. Và nhấc được hai bàn tay rời khỏi sàn. Đúng rồi. Làm tốt, hai tay vòng ra phía sau, đan lại thành cái nắm đấm, kéo thẳng cái nắm đấm ra phía sau, song song với thân người, nâng ngực duỗi lên, giữ, 3, 2, 1, rồi thở ra, tháo tay hạ xuống, thư giãn
Mình nhớ xoay gương mặt sang bên, ngược lại. Thả lỏng, mềm người. Và châu chấu chuẩn bị. Nghiêng người sang phải, sang trái, giấu hết hai cánh tay phía dưới bụng của mình. Rồi, giấu hết sâu hết cái khuỷu tay của mình luôn ạ. Mình có thể úp bàn tay, ngửa bàn tay hoặc là nắm thành nắm đấm, tùy vào cái thế tay nào mà mình thấy mình mạnh nhất. Đặt cái cằm xuống sàn. Và mình thực hiện nâng từng chân. Nâng thực chân là khởi động cơ đùi ha, cho nên mình cố gắng mình dùng cái lực đùi để mà mình nâng, không cần nâng quá cao. Hãy chú ý về phần hông của mình. Duyên giấu khuỷu tay sâu chút xíu nữa Duyên ơi, giấu mà không thấy khuỷu tay luôn á. Chị Ngọc cũng giấu nó sâu thêm một chút nữa nha chị Ngọc. Rồi nâng từng chân trước nào. Chân phải hít vào, nâng cái chân phải của mình lên cao. Đúng rồi, cảm nhận cái lực đùi nha. Thở ra, hà xuống. Chân trái hít vào, nâng chân trái lên. Đặt cầm xuống sàn đó chị Thu ơi, đặt cầm xuống nha. Thở ra, hà xuống. Chân phải hít vào, nâng lên. Duỗi mũi chân. Thở ra, hà xuống. Trái hít vào, nâng lên cao. Thở ra, hạ xuống. Rồi chuẩn bị nâng hai chân. Mình có thể chống mũi chân, mình bật lên một lực, hoặc là mình dùng lực bụng mình nâng cả hai chân cùng một lúc. Chuẩn bị. Hít vào, nâng hai chân của mình lên cao, săn cơ bụng, giữ lại chân thẳng ra và cố gắng nâng nó lên cao nhất có thể. Lực trên hai cánh tay và phần cằm của mình uốn cong cái cột sống. Thở ra, hạ xuống. Lần hai chuẩn bị. Hít vào, ấn lực tay, nâng hai chân của mình cao nhất có thể. Đúng rồi, giữ lại. Cảm nhận cái phần bụng dưới của mình nó rời được sàn là tốt. Sức mạnh cột sống. Thở ra, hạ xuống. Rồi lần cuối cùng nào. Mình nhớ giấu sát cái khuỷu tay luôn nha. Và hít vào, nâng hai chân của mình lên cao, giữ lại ở đây. Cằm của mình vẫn dưới sàn. Lực tay, đùi giữ. 3, 2, 1. Rồi thở ra, hạ xuống. Tháo tay chồng lên nhau. Thư giãn. Nhớ xoay mặt sang bên ngược lại. Mềm người mình ra. Và chúng ta vào cảnh cùng, uốn cong toàn bộ cột sống lưng. Rồi, co gối gót chân về mông, tay vòng ra phía sau, nắm cổ chân của mình, trán đặt xuống sàn. Hít vào, đạp hai chân ra sau, nâng đầu, nâng vai cao lên, cái ngực rời khỏi sàn, cầm duỗi lên. Và dùng lực đùi của mình, nâng cái chân của mình cao lên. Đúng rồi chị Ngọc, cố gắng kéo cái chân nó lên cao thêm chút xíu nữa nha. Mũi chân duỗi lên trần. Cảm nhận mình cân bằng ở ngay cái giữa vùng rốn của mình á. Thở ra, hạ xuống. Lần hai. Hít vào, hai chân của mình đạp ra sâu và nâng ngực rời sàn, nâng trán rời sàn. Đúng rồi, duỗi cái ngực, duỗi cái cằm của mình, cánh cung vút lên. Cơ đùi nâng cái chân cao lên. Thở ra, hạ xuống. Lần ba chuẩn bị. Hít vào, đạp hai chân ra sâu, nâng đầu, nâng vai. Đúng rồi Duyên, cố gắng nâng cái chân cao một chút xíu nữa là tốt nha. Chị Oanh mình duỗi mũi chân lên trần luôn nha chị. Và nâng cái đùi cao lên, giữ lại. 3, 2, 1. Rồi thở ra, hạ xuống. Thẳng cái chân của mình, tay chống ngang ngực.
thở ra, ấn lực tay, duỗi cái lưng của mình, đẩy mông hướng về, ngồi trên gót chân, em bé. Nhớ duỗi cột sống lưng ra một cái nha. Rồi sau đó đặt trán xuống sàn, thả lỏng vai, thả lỏng cánh tay. Trả lại cái cột sống của mình sau khi mà mình uốn cong trong các tư thế nằm sấp. Từ em bé chuyển sang tư thế đứng gập. Rồi vẫn trong em bé, tay của mình chống ngang gối. Rồi mình nghe lời dẫn ạ. Tay mình chống ngang đầu gối ha, trán lúc này vẫn trên sàn. Rồi chống cái mũi chân của mình vào trong. Chống cái mũi chân nha, nhón, giống như mình nhón chân lên đó. Tiếp tục nè, ấn lực tay, nâng cái trán của mình rời khỏi sàn. Tiếp tục nâng cái gối rời khỏi sàn, tay cố định ạ. Tay cố định, rồi nâng cái chân thẳng lên luôn ạ. Tay vẫn cố định nha, chân vẫn cố định. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi chị Ngọc. Rồi lúc này mình dùng được tay này, mình duỗi cái lưng của mình thẳng ra và áp được cái bụng của mình nó chạm với lại cái đùi. Rồi tay chân mình không di chuyển nha, mình vẫn giữ bàn tay, bàn chân vị trí cũ. Mình chỉ áp cái bụng của mình gần cái đùi hơn. Chưa đụng thì nhớ co nhẹ cái gối để mà nó đụng được cái đùi. Đây chính là cái tư thế gập thân tốt nhất của mình ạ. Và giữ vị trí chân và thân mình như thế này. Lúc này tay mới đi bộ về gần cái chân. Ôm phía sau, tạo thành thế khóa. Mềm cái người của mình ra, thả lỏng. Kéo năng lượng về lại vùng đỉnh đầu. Nhớ thả lỏng vai, thả lỏng tay. Không cần gồng quá nhiều. Hôm nay chúng ta tập bài cổ điển, cho nên mình sẽ chú trọng vào cái dòng năng lượng nhiều hơn. Hãy quan sát hơi thở của mình và lắng nghe lời dẫn để đi theo những cái điểm tập trung. Và từ từ mình đi bộ cái tay của mình về trước, cách chân tầm khoảng 1.5 gang đến 2 gang tay ạ, để mình nâng được cái người của mình nó song song với sàn. Đúng rồi, xòe bàn tay, áp cái lòng bàn tay mình xuống. Từ đây mình tách cái chân của mình rộng ra khỏi mép thảm luôn ạ. Tách chân rộng ra ngoài khỏi mép thảm luôn ạ. Tiếp tục gập thân trong tư thế tách chân. Thở ra từ từ, hạ cái khuỷu tay xuống trước. Đúng rồi. Và làm tốt, mình đặt được cái đỉnh đầu của mình xuống sàn. Giữ lại. Coi chừng bị lộn nhào về trước nha. Chị Ngọc cố gắng thẳng cái chân mình ra ha. Nếu mà chưa chạm được đỉnh đầu cũng không sao. Cố gắng thẳng cái chân ra. Để mà mình gập cái người của mình về phía chân nhiều nhất. Đúng rồi. Hướng dần cái khuỷu tay về sàn. Cố gắng mình ưu tiên thẳng chân nha lớp. Đúng rồi, chị Bình, mình chạm được cái đỉnh đầu rồi thì tay của mình có thể thử mình đan ở phía sau thành nắm đấm giống như con thỏ. Giống con thỏ coi chừng nhào nha. Có cái sự thăng bằng trong đây. Đúng rồi, đúng rồi. Mở vai. Giữ lại. Chưa được thì mình cứ giữ, mình hướng nó về phía sàn thôi ạ. Rồi mình tháo tay ra, tay chống ngang lỗ tai, hít vào nâng người lên, khép sát cái chân lại dần. Đi bộ chân khép sát lại, sau đó thả lỏng vai, thả lỏng cánh tay và từ từ gù lưng xách cái vai của mình nâng người đứng lên. Vai cao nhất mình mới ngẩng gương mặt lên. Rồi tay chống ở ngay thắt lưng của mình, trả lại thế, hít vào đẩy đùi đẩy hông về trước, nâng bụng, nâng ngực, duỗi cằm, thở ra về lại chính diện. Trả thế một lần nữa nào. Hít vào đẩy đùi đẩy hông về trước, nâng bụng, nâng ngực, thở ra về lại. Và mình xoay về hướng camera, chúng ta vào tam giác. Hai chân mình tách rộng 2 lần vai.
mình nhớ tách rộng ra, tìm cho mình cái khoảng cách nó phù hợp. Đúng rồi, chị Thu tách chân rộng thêm chút xíu thôi đi chị. Rồi, mình thực hiện bên trái trước. Chân trái mình mở sang 90 độ, điều chỉnh lại vị trí gót chân nằm giữa cung trong bàn chân phải. Hai chân của mình đều thẳng nha, và hướng cái phần hông của mình về trước. Rồi tay phải ngửa lòng bàn tay, hít vào, nâng cái tay phải của mình lên, duỗi ra và thở ra, đi bộ tay trái về phía cổ chân. Đi bao nhiêu thì mình duỗi cái lườn phải bấy nhiêu. Tay phải cạnh lỗ tai kéo duỗi ra, giống như cái ai đó đang nắm cái tay phải mình kéo ra. Đúng rồi, để ý lại cái gối trái nha, đừng có để dồn lực vào gối trái. Co nhẹ cái gối trái một chút xíu, cái phần hông của mình giữ cho nó hướng về trước. Rồi chị Thu với lại chị Ngọc mở cái ngực hướng lên trần một chút xíu nữa. Đúng rồi, Duyên mở ngực hướng lên một chút xíu nữa nha. Duyên hơi úp cái hông rồi đó, mở nó lên một chút. Mình không cần phải đi bộ chân xuống tới tận, đi bộ tay xuống tận cổ chân ha, mình giữ nó trên một chút cũng được. Hãy ưu tiên cho cái sự kéo duỗi lườn ở đây, vì trong các tư thế thì đây là tư thế mà cái vùng lườn của mình nó được duỗi nhiều nhất. Cảm nhận từ gót chân lên đến ngón tay của mình đều duỗi ra, căng ra. Và cái vùng eo chính là cái vùng mà được duỗi nhiều nhất. Chuẩn bị thực hiện vặn trong tam giác. Thở ra, cái tay phải trên cao mình hạ xuống cạnh bàn chân trái. Đúng rồi, xòe rộng các ngón tay ra, đẩy cái vai phải của mình lên trước. Sau đó mình mới mở ngực và vươn tay trái lên trần. Mắt nhìn theo tay trái, xem lại cái đôi chân của mình nha. Mình vẫn giữ chân tam giác, có cái sự vặn xoắn ở đây, vặn từ cái vùng eo, vùng hông của mình. Đúng rồi, chị Thu cố gắng mở ngực lên. Lúc này hai tay của mình nó giống như là nó thẳng hàng với nhau là tốt. Rồi hít vào, nâng người lên, tay sang ngang, duỗi căng cái lồng ngực mình một cái. Và thở ra hạ xuống. Rồi mình đổi bên, đóng mũi chân trái, mở mũi chân phải ra. Nhớ điều chỉnh lại cái vị trí gót chân của mình. Tay trái ngửa lòng bàn tay, hít vào, vươn tay trái lên cao, duỗi cái vùng lườn. Rồi thở ra, nghiêng sang bên phải, đi bộ tay về phía cổ chân. Nhớ nâng nhẹ cái gối phải của mình, điều chỉnh lại, duỗi căng cái lườn bên trái, duỗi từ gót chân lên đến ngón tay. Mình hay có thói quen mình thả lỏng cái tay vương á, cho nên mình nhớ ý thức mình kéo duỗi nó ra, luôn luôn kéo duỗi. Chỉ một vài phút để mà mình giữ, mình kéo duỗi cái vùng lườn này, đánh tan cái vùng mỡ thừa ở hai cái bên lườn á. Cho nên là mình sẽ giữ tư thế này một chút xíu. Hãy quan sát cái hơi thở của mình, tập trung cái sự kéo duỗi về vùng eo. Chị Thu mình đừng thả lỏng cái tay trái nha, kéo duỗi nó ra, căng nó ra nhiều nhất. Nó cạnh lỗ tai thôi, và cái ngực của mình nó mở hướng lên. Đúng rồi, điều chỉnh tìm tư thế phù hợp với mình. Đúng rồi, chị Bình tư thế đang đúng nè, giữ lại ở đây. Thêm 3 hơi thở nữa. Thực hiện vặn trong tam giác. Thở ra, tay trái ở trên, hạ xuống, xòe bàn tay. Rồi, đẩy cái vai lên, sau đó mở ngực, vươn tay phải lên, duỗi ra, mắt nhìn theo tay. Chân của mình vẫn là chân tam giác nha, nó vời thẳng cái chân ra một chút xíu. Cái hông của mình cố gắng giữ cho nó về trước, chỉ có gặp từ cái vùng eo của mình thôi.
ai làm tốt mình thử đặt cái bàn tay của mình qua phía bên kia của chân luôn, nó sẽ tăng thêm cái biên độ phẳng cho mình. Đúng rồi chị Thu, đặt qua bên ngoài luôn. Đúng rồi chị Bình, mình cảm thấy mình sẽ phẳng được nhiều hơn. Nhớ đôi chân, đừng quên đôi chân của mình. Và hít vào, nâng cái người của mình lên, tay sang ngang kéo duỗi, mở ngực ra một cái, rồi thở ra hạ xuống, hơi khép cái chân lại, mình lắc nhẹ người sang phải sang trái, trả lại hai cái phần cơ lưng của mình, chúng ta tiến về đầu thảm. Mình đứng, hai chân của mình tách rộng. Rồi, hai tay của mình đưa về trước song song với nhau, nhón gót chân cao lên, săn cái cơ đùi của mình lại. Thở ra, từ từ mình co gối lùi mông giống như mình ngồi ghế vậy đó, cố gắng giữ gót chân trên cao nha. Hít vào, nâng thẳng cái chân của mình lên. Thở ra, co gối lùi mông. Đúng rồi chị Ngọc, lực này tốt hơn này, đừng chờ người về trước quá nhiều nha. Hít vào, nâng thẳng cái người lên. Rồi lần cuối cùng, thở ra, co gối lùi mông, gót chân vẫn trên cao và mình chỉ hạ cái mông của mình chậm dần theo nhịp. 5 4 3 2 1. Rồi thở ra, chúng ta hạ xuống, chuyển sang tư thế nằm thư giãn, chân tách rộng, tay mở rộng thoải mái, ngửa lòng bàn tay, thư giãn cả cơ thể, hít thở một vài hơi. Rồi mình thực hiện căng duỗi cho cơ thể của mình, chân phải rời sàn nửa gang tay, rồi duỗi mũi chân ra xa, sau đó duỗi gót ra và thả rơi tự do. Chân trái nâng lên, duỗi mũi chân, duỗi gót, thả rơi. Ấn gót chân, nâng cái hông của mình cao lên, thả rơi xuống. Hóp sát bụng, dán cái thắt lưng chặt xuống dưới sàn, rồi thả lỏng. Ấn khuỷu tay, nâng lồng ngực cao lên, thả xuống một cái. Tay nắm thành nắm đấm, thu vai về gần lỗ tai. Thở ra, xòe bàn tay và thả xuống một cái. Rồi nghiêng hết đầu sang phải, áp lỗ tai xuống, duỗi cái cằm ra xa. Về chính diện, nghiêng sang trái, áp lỗ tai, duỗi cằm. Về lại chính diện. Bài tập cho cơ mặt của mình nè. Gom cơ mặt về một điểm trên mũi, gom về. Thở ra, hướng lưỡi về cằm, mở to cái mắt của mình. Một lần nữa, gom cơ mặt về một điểm trên mũi. Thở ra, mở rộng cơ mặt các phía. Và thả lỏng. Mình nằm ở tư thế thoải mái nhất. Cảm nhận sự thả lỏng. Toàn bộ cơ thể như trải dài ra trên mặt thảm, sẵn sàng cho quá trình thư giãn. Đầu tiên, gom cái sự tập trung về lại với hơi thở. Hít vào một hơi xuống tận bụng. Cảm nhận hơi thở đi vào cơ thể, rồi từ từ đi ra. Tiếp tục hít thở và kéo dài hơi thở ra của mình. Mỗi hơi thở ra cho phép mình được thư giãn hơn nữa. Mình có thể hướng nhẹ cái cằm của mình về ngực ha, để giữ cho cái cổ của mình nó được thoải mái. Và mình không có cần phải điều chỉnh hay kiểm soát hơi thở của mình trong lúc thư giãn. Hãy để cơ thể tự điều phối theo nhịp riêng của nó. Chỉ giữ cho mình vị trí người quan sát. Quan sát từng động thái của hơi thở.
quan sát trạng thái của cơ thể, trạng thái của từng nhóm cơ lúc này, cảm nhận cái sức nặng cơ thể đang trì xuống và cứ thế chìm dần, chìm dần, thư giãn. Dần dần đánh thức cơ thể của mình, cử động nhẹ nhàng ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân, nghiêng đầu sang phải, về chính diện, nghiêng đầu sang trái, về lại chính diện, hai chân mình khép sát lại, tay đan lại với nhau, duỗi qua khỏi đầu, duỗi mũi chân đánh thức cơ thể của mình, rồi thở ra thả lỏng, co chân trái nghiêng hết người sang phải, nằm ở đây mình hít thở một vài hơi, cảm nhận cơ thể của mình nó lắng xuống. Khi cơ thể đã sẵn sàng, từ từ chống hai tay, nâng người ngồi lên. Mình vào lại tư thế ngồi, đôi chân khoanh nhẹ, cột sống lưng dựng thẳng, thả lỏng vai, thả lỏng gương mặt của mình. Hãy quan sát hơi thở sau buổi tập. Giữ cho mình sự lắng động, dịu lại. Chúng ta cùng nhau chia sẻ ba âm thanh ôm và ôm bình an để kết thúc buổi tập hôm nay. Hít vào. Ôm. Ôm bình an, bình an, bình an. Hai tay chắp lại trước ngực, chúng ta cúi chào nhau, Om Namah Shivaya. Hãy hướng sự tập trung về cái vùng thanh quản giữa cổ họng mình và gom sự tập trung lại qua ba âm thanh Om và Om bình an cùng nhau. Hít vào. Om. Oh.
Oh.